đợt mũi đỏ mới đang tiến vào thành phố từ phía đông. Đề nghị những ai trong vùng ảnh hưởng cần khẩn trương di tản đến khu vực có mật độ mũi thấp hơn. Những ai trong vùng an toàn cần hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà. Cái gì vậy? Đừng tấn công tôi mà, tha cho tôi đi. Chạy đi mọi người ơi, xin đừng tấn công tôi mà, chạy đi. Thảm họa bụi đỏ đang trở nên ngày càng trầm trọng, đưa trái đất xanh của chúng ta vào một tình trạng khẩn cấp chưa từng có. Những nhà máy và phương tiện giao thông thả khói, những núi rác bừa bãi, những khu rừng bị chặt trụi và cả những nguồn tài nguyên bị khai thác quá mức. Trước đây đã từng xảy ra thiên tai như lũ lụt, bão tố, động đất, mất mùa, hiệu ứng nhà kính để cảnh báo. Nhưng thảm họa bụi đỏ này ghê gớm hơn bất kỳ thiên tai nào từng xảy ra. Giới khoa học chúng tôi cũng không thể phân tích hết thành phần bụi đỏ, tìm ra được nguồn gốc chính xác hay lý giải tại sao chúng có ý chí biết đuổi theo con người. Có lẽ đây là những gì con người phải nhận lại khi không biết trân trọng và bảo vệ trái đất. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp tạm thời cho tình trạng này. Có thể là bộ đồ bảo hộ, thiết bị lọc khí, viên thực phẩm nén. Các nhà khoa học thông qua nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng đây là hệ quả của việc ô nhiễm môi trường gia tăng trong thời gian gần đây. Trong lúc chờ đợi, mọi người lưu ý hạn chế tối đa tiếp xúc với bụi đỏ và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Những ai bị bụi đỏ tấn công sẽ có triệu chứng uể oải, xanh xao, mệt mỏi, không muốn vận động, cần phải nghỉ ngơi và nhanh chóng bổ sung vitamin cùng khoáng chất. Thời của bụi đã tới rồi. Ta là nhân, bụi là số một, không gì ngăn được ta nữa. Tên bụi dạo này ồn ào quá vậy. À, ngươi làm cái gì mà rộn ràng lớn như vậy? Có yên đi không? Ô lô hả? Ngươi có biết gì chưa? Cái gì vậy? Sao tự nhiên ngươi khỏe kinh khủng vậy? Xin lỗi nha. Mấy hôm nay ta thấy vô cùng khoan khoái, không hiểu sao ta mạnh lắm luôn á. Mới vừa nãy thôi, ta đi ra ngoài thổi quả mấy con thú. Ai ngờ cả một loạt cây đổ sập hết luôn. Mấy con bụi đỏ hả? Còn vỗ tay khen ta quá trời quá đất. Nghe hư cấu thiệt. Không tin ta hả? Để ta làm lại cho xem nha. Thôi khỏi. Có thử thì biến ra ngoài, làm cho bọn ta xem trên camera đi. Chứ thử ở đây, lỡ mà thật thì tan tành hết cả căn cứ sao? Để ta ra ngoài. Ta muốn ăn thêm nữa. Ta muốn chơi thêm. Muốn phá thêm nữa. Ta muốn gặp lại bụi đỏ. Con người sẽ phải run sợ trước ta. Chống mắt lên mà xem đây, cô lô với tiến sĩ đơ. Thời của bụi đã tới rồi. Cái tên bụi đó, dạo này ta không để ý, có vẻ như hắn đã mạnh lên thật. Khuôn mặt hí hửng trông đúng là đáng ghét, chả bù với vẻ ngô nghê thường ngày. Ta nghĩ nguyên nhân chính là do đám bụi đỏ vừa xuất hiện trên trái đất. Chắc gì cũng là bụi, nên chúng cộng hưởng với nhau, lão bụi cũng trở nên mạnh hơn, dư thừa năng lượng hơn. Vậy là lão bụi đã được nâng cấp sức mạnh sao? Bụi đỏ không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn rất độc nữa. Ta với ngươi cũng không miễn nhiễm đâu. Ai tiếp xúc sẽ bị uể oải, mệt mỏi. Vậy nên đám con người gần đây rất ít khi ra khỏi nhà. Lão bụi có mạnh đến đâu, tốt nhất cũng đừng rước đám bụi ấy vào đây, không lại khổ cả lũ đấy. Sức mạnh này, thảm họa này, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng chúng để tiêu diệt nông trại quân, rồi tiến tới chinh phạt trái đất. Chạy đi mà con ơi, chạy đi, đừng quay quá, đừng quay xanh lè. À,
một cửa vào. Hướng đó bụi đỏ chưa lan đến.